Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Hoàng Trọng Thùy gửi lời chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tần 56.10, 14.2. Và ngày hôm nay là ngày thứ Tư 18 tháng 3 năm 2020. Chào đón quý vị đến với một cà phê sáng. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách mời đặc biệt, đó là nhà báo phóng viên Đinh Quang Anh Thái. Để giới thiệu với tất cả. Chào quý khán giả của Lưới Điện Sài Gòn TV và anh Hoàng Trọng Thùy. Xin gửi lời chào anh. Chúng tôi làm việc với nhau cũng mấy chục năm rồi anh Thái hả? 30 năm, dạ. 30 năm từ VNCA, nhưng mà đến lúc này mới có dịp hai anh em ngồi lại với nhau sau một thời gian phiêu bạt. Mà ông Thái thì ông đi nhiều lắm thưa quý vị. Mà tôi không biết làm thế nào mà Lưới Điện Sài Gòn TV có thể kéo anh từ cái chốn hưu trí của anh đến để sáng sớm phải thức dậy làm thế này. Làm sao mà kéo anh được? Thưa khán giả của Lưới Điện Sài Gòn TV, ngày hôm qua thành Đinh Xuân Thái gọi cho tôi và bảo rằng mặc dù anh biết là tôi đã về chính thức về hưu rồi, không đi làm nữa, nhưng mà anh muốn dù lên làm chương trình với anh Hoàng Trọng Thùy trong 3 ngày, là ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt, rồi sau đó trả tôi về thời gian hưu trí. Ủa chứ không tưởng tượng là cái chuyện đó là nó trở thành permanent, anh không hưu nữa. Anh thị cho chúng tôi được nghỉ ngơi sau 35 năm làm việc khá là cực. Anh thật sự là muốn hưu. Dạ, muốn hưu thật. Yeah. Anh có chia sẻ với tôi trước khi mà lên đài, anh nói rằng sướng quá Thùy ơi, về hưu sướng quá. Tôi tưởng đó là anh là một cái người có thể nói rằng không có ngừng nghỉ làm công việc. Mà tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh nói là anh về hưu lại sướng là sao? Về hưu thì được ngủ trễ hơn, đọc sách nhiều hơn, coi truyền hình nhiều hơn, coi phim nhiều hơn, nghe nhạc nhiều hơn và đi bộ nhiều hơn. Nhưng mà anh có nhớ những cái công việc của mình đã làm hay không? Tôi có một cái thói quen từ bé tới giờ là cái ngăn kéo nào mà đã đóng lại rồi thì đóng lại. Thành thử ra cũng không nhớ lắm. Cuộc tình nào đã đi qua là... không nói cuộc tình. Đó là thưa quý vị, anh nói về cuộc tình là anh Hoàng Trọng Thùy, cá nhân tôi thì tuổi già sức yếu, không có tình, kết thì nó hết á. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta có rất nhiều tin chúng ta cần phải nói không? Đầu tiên thì mọi người đều biết là tối hôm qua Facebook rồi tất cả mọi tin tức Việt Nam nó còn nhanh hơn tin tức bên này nữa anh ạ. Họ nghe tin, họ loan tải khắp nơi. Đó là sự ra đi của nữ danh ca Thái Thanh. Tiếng hát Thái Thanh thì thưa quý vị, một cái vắn tắt như thế này. Trong một cái đêm năm 1985, lúc đó chúng tôi vừa mới đi từ trại tị nạn qua bên Mỹ ở Washington DC, thì được giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng đã quá vãng rồi, mời đến nhà để mà ăn một bữa cơm họp mặt. Thì hôm đó có nhạc sĩ Phạm Duy, có ông Phạm Duy. Thì tôi cho rằng cái câu mà ca ngợi Thái Thanh, không ai ca ngợi hay hơn Phạm Duy đêm đó cả. Bởi vì lúc đó Thái Thanh vẫn còn ở Việt Nam. Thì ông Phạm Duy đã ôm đàn lên và ông ngậm ngùi ông nói một câu này. Nguyên văn lời của Phạm Duy chứ không phải lời của tôi. Ông bảo giờ phút này mà được nghe tình ca Thái Thanh hát thì chỉ có chết bỏ mẹ thôi. Đó là câu của Phạm Duy. Không có một câu khen Thái Thanh nào hay hơn câu đó của Phạm Duy cả. Chúng ta đã mất một tiếng hát gọi là không có một giọng hát nào mà có thể so sánh được tiếng hát vượt thời gian. Và chúng tôi xin được chia buồn với toàn thể gia đình bà Thái Thanh. Đặc biệt với nữ ca sĩ Ý Lan cũng như Quỳnh Hương, chúng tôi có dịp để mà làm việc chung với hai chị. Thì trong suốt thời gian qua thì Ý Lan với Quỳnh Hương là luôn luôn bên cạnh mẹ để chăm sóc. Và đó cũng là một cái sự ra đi rất là đau đớn. Tương tự như bà thân mẫu của chúng tôi, bà cụ Thái Thanh cũng đã có một thời gian làm việc chung với hát chung rất là nhiều từ trước 75 rồi sau 75 cũng thế anh. Trước khi bà đi đó thì bà hai bà cụ ngồi với nhau hát cho nhau nghe. Tôi nhớ mãi cái bài hát niệm khúc cuối hai bà song ca với nhau. Và anh có thể tưởng tượng thưa quý vị, ca sĩ Thái Thanh thì cầm cái đàn mà không phải cầm cái đàn guitar bình thường như mình cầm. Bà để nằm trên đùi rồi cứ thế mà khẩy, đánh như kiểu của Hạ Uy Cầm, cứ thế mà khẩy. Thế là hai bà cụ ngồi hát cho nhau nghe. Mà tôi có thể là trong cuộc đời mình chưa bao giờ, mình đã nghe nhạc live rất nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ hay như hai bà cụ vĩnh biệt với nhau tâm vấn Thái Thanh.
Bản tin thứ nhì, thưa quý vị, anh Thái cũng cho chúng tôi biết là mình nói tới Joe Biden. Ông Joe Biden trong cái cuộc bầu cử Super Tuesday ngày hôm qua, primary, ông đã thắng một cái vẻ vang từ ba tiểu bang đó là Illinois, Arizona và Florida. Sáng nay tin của đài National Public Radio mà trên đường đi chúng tôi nghe được, họ nói rằng chắc có lẽ là cái hy vọng mà ông Sandy Bernie Sanders đó, yeah, được đảng Dân Chủ đề cử lên làm ứng cử viên tổng thống để đối chọi với tổng thống Trump đó, chắc cái hy vọng đó không còn nữa, bởi vì Joe Biden đã thắng một cách rất là vẻ vang trong những cái cuộc Super Tuesday trong những tuần lễ vừa qua. Mặc dù chưa chính thức nhưng mà mọi người đều xem đây là một cái chiến thắng coi như là người đại diện chính thức của đảng Dân Chủ. Thế nhưng người anh có nghĩ là tổng thống Trump người kỳ phùng địch thủ nhất đối với ông là Joe Biden chứ không phải những ứng viên khác, vậy vì lý do dẫn đến cái việc mà ông cố gắng điều tra ông Joe Biden trong thời gian qua và dẫn đến cái việc mà luận tội ông? Dạ, đây là một cái khúc quanh lớn trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Dĩ nhiên từ giờ tới ngày hôm đó sẽ còn rất nhiều biến chuyển, nhưng mà chúng ta có thể nói một cách khá chắc chắn là ông Joe Biden sẽ là đại diện của đảng Dân Chủ đối đầu với đương kim tổng thống Donald Trump. Mèo nào thắng mưu nào thì phải chờ kết quả chính thức mới biết được, nhưng mà có lẽ là cái tin mà cả thế giới đều nói suốt ngày, nói từ sáng tới tối, nói cập nhật từng 5-3 phút một, vẫn là cái virus mà bây giờ chúng ta không ngần ngại gì cả gọi thẳng nó là virus Wuhan hoặc là virus Trung Quốc. Tổng thống Trump nói Chinese virus, chứ cái... coronavirus hoặc là COVID-19 nó là cái danh từ để dùng cho phương diện khoa học thôi, nhưng mà về phương diện địa chính trị và y tế thì phải nói rằng đó là virus Vũ Hán, mà nó phát sinh từ Vũ Hán ở bên Tàu. Thì đó là điều mà chúng tôi cũng sẽ đặt ra vấn đề với anh ngày hôm nay, cũng như Trung Quốc ngay lập tức phản đối và nói Tổng thống Trump tại sao gọi cái con siêu vi khuẩn này là con siêu vi khuẩn Trung Quốc. Trung Quốc thì từ xưa tới giờ vẫn cả vú lấp miệng em, đó là một cái thành ngữ người Việt Nam vừa đánh trống vừa ăn cướp, bởi vì ai cũng biết rằng cái vụ mà phát sinh ra cái con virus tại Vũ Hán này vào cuối tháng 12 năm 2019. Nhưng mà bây giờ có nhiều tin tức cho biết là nó phát sinh từ cái người bệnh nhân Zero, là người đầu tiên đó, là tháng 11 chứ không tháng 12 nữa. Và từ Vũ Hán nó mới lan đi tất cả mọi nơi trên thế giới này. Nhưng bây giờ thì mồm loa mép dài, nhà cầm quyền Bắc Kinh bảo rằng chính quân đội Mỹ đã reo rắc cái coronavirus này cho nên nó mới phát tán trên thế giới như vậy. Và sau khi nghe Tổng thống Trump bảo rằng Chinese virus thì Bắc Kinh la ó mà phản đối ghê lắm. Và nhưng mà liên quan tới cái điều mà phía Trung Quốc coi như là tố giác nói và tố cáo Hoa Kỳ, nói là Hoa Kỳ nghĩa là dựng lên cái chuyện mà nói rằng đây là cái con siêu vi khuẩn từ Trung Quốc, cái điều đó cũng không thể nào mà làm mờ đi cái lòng bất tín của người dân Trung Quốc đối với nhà cầm quyền, bởi vì trước đó ai cũng lên án ngay chính chính phủ của họ. Người dân Trung Quốc thì họ biết rất rõ rồi, bởi vì sau từ năm 1949 tới nay, khi mà Mao Trạch Đông chiếm được Hoa Lục để mà thiết lập cái chế độ cộng sản á, thì không ai hiểu rõ cộng sản hơn là chính người dân Trung Quốc cả, cũng như không ai hiểu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam hơn người Việt Nam cả. Cho nên chúng ta sẽ không phải mất thêm một giây nào cả để bàn về lòng tin của người dân Trung Quốc đối với lãnh đạo Bắc Kinh. Nhưng mà đây cũng là một cái cuộc chiến tuyên truyền giữa đôi bên. Ngày hôm qua thì phía bên Bắc Kinh tuyên bố là họ đã trục xuất và không cho một số các nhà báo của Hoa Kỳ làm cho tờ Time, The Wall Street Journal và tờ Washington Post được làm việc tại bên Trung Quốc nữa, bởi vì họ đáp trả lại cái việc mà Hoa Kỳ đã giới hạn những cái giới truyền thông Trung Quốc làm việc ở nước Mỹ. Trong khi đó, thưa quý vị, tình hình tài chính vào sáng ngày hôm nay như thế nào sau khi Tổng thống Trump và ông Bộ trưởng Ngân khố tuyên bố cái số tiền mà phải bơm ngay lập tức vào nền kinh tế của nước Mỹ có thể lên đến 1.200 tỷ Mỹ Kim. Thì thị trường tài chính lúc đó họ phản ứng họ rất vui anh. Và đó là lý do khi đóng cửa vào chiều ngày hôm qua, thị trường đã vượt lên 1.000 điểm. Thế nhưng vào sáng ngày hôm nay tiếp tục họ lại thẩm thấu những cái tin tức không vui khắp nơi trên thế giới. Thế là dân chúng đổ xô và giới đầu tư đổ xô vào và bán tháo các cổ phiếu, và dẫn đến tình trạng một lần nữa, một ngày lên cả ngàn điểm và một ngày xuống cả ngàn điểm. Thưa quý vị, trong vào thời điểm này, sáng nay khi mở cửa Dow Jones xuống hơn 1.200
200 điểm. Giờ đây thì đỡ hơn một chút xíu. Những gì mà chúng ta đang nhìn thấy, cái việc dao động của thị trường chứng khoán hàng ngày là đều do cái cảm tính và cái cảm nhận cũng như theo dõi các tin. Họ thấy tin này có lợi thì họ nhảy và họ mua, và thấy bất lợi thì họ bán. Và cứ thế mà cổ phiếu nhảy lên nhảy xuống liên tục. Quý vị đang theo dõi các con số trực tiếp từ thị trường tài chính ở New York. Dow Jones đang xuống 927 điểm. Nasdaq tiếp tục xuống 221 điểm và S&P 500 xuống 99 điểm. Ngày hôm qua Nasdaq xuống dưới mức 7.000 điểm, thưa quý vị, lần đầu tiên từ năm 1987 đến giờ. Chúng tôi tiếp tục gửi thêm quý vị các con số về tài chính này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi.